Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Trong video lần trước thì tôi có nói về việc 28 tháng 6 sẽ không diễn ra Mày Nếp Mỡ thì có rất nhiều ý kiến trái chiều diễn ra. Có người thì đồng ý với quan điểm của tôi nhưng có người thì không. Thì tất nhiên những dự đoán đều mang cái quan điểm cá nhân, mà đã là quan điểm cá nhân thì có thể đúng và cũng có thể sai. Và Mày Nếp Mỡ thì là một việc ở tương lai, mà đã là tương lai thì không một ai có thể biết trước được nha các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những gì mà Beko Team đang có và sẽ có trong thời gian sắp tới để mà chúng ta nói về cái việc Mày Nếp Mỡ. Đầu tiên thì Beko Team có hai nhiệm vụ cần phải giải quyết ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất đó chính là làm sao cho có nhiều người, càng nhiều người vượt qua được KEC sẽ càng tốt. Và cái việc thứ hai đó chính là phát triển hệ sinh thái. Để khi mà Mày Nếp Mỡ sẽ có nơi để mà chúng ta sử dụng Bi trong hệ sinh thái này. Cộng đồng và hệ sinh thái là hai cái thằng này nó có quan điểm mật thiết với nhau và không thể tách rời nha các bạn. Nếu như thiếu một trong hai thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Bi khi mà Mày Nếp Mỡ. Nếu như có rất nhiều người đã vượt qua được KIC và có một lượng lớn Bi đã chuyển sang Mainnet nhưng không có hệ sinh thái chỉ có vài cái ứng dụng nhỏ lẻ thì không thể nào mà đủ cho mà một số lượng lớn Bi cũng như là số lượng lớn Pioneer có thể hoạt động trong hệ sinh thái này. Và ngược lại, nếu như hệ sinh thái của Bi Network rất phát triển và có rất nhiều các ứng dụng, các web, các đề app chấp nhận trao đổi hàng hóa trong hệ sinh thái này, nhưng ngược lại chỉ có vài người vượt qua được KIC, chỉ có vài người có thể mà di chuyển số Bi sang Mainnet thì cũng không có nhiều người để mà tham gia vào hệ sinh thái này nha các bạn. Cho nên hai cái thằng này nó có liên quan mật thiết với nhau. Và như chúng ta đã biết thì trong ngày 14 tháng 3 đến thời điểm hiện tại thì Bi Network đã tập trung đẩy mạnh vấn đề và KIC. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Beko Team thông báo là ngày 1 tháng 6 họ sẽ tổ chức cuộc thi Hackathon và nó sẽ được tổ chức hàng tháng luôn nha các bạn. Ví dụ như tháng 6 tổ chức là tháng 7 tổ chức, tháng 8 tổ chức, ví dụ như vậy. Để mà có thể tìm ra thêm nhiều cái ứng dụng để đưa vào hệ sinh thái chất lượng của Beko Team nha các bạn. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy vấn đề KIC đã tương đối ổn định rồi. Khi mà Beko Team mới triển khai được cái mục tiêu thứ hai đó là phát triển hệ sinh thái nha các bạn. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là 28 tháng 6 là có Mainnet mở hay không? Thì theo cái quan điểm cá nhân của mình nha, cá nhân của mình thôi nha các bạn, thì mình nhìn nhận là 28 tháng 6 không Mainnet mở nha các bạn. Các bạn nên nhớ đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Và ta có thể nhận thấy Beko Team đến thời điểm hiện tại chỉ đạt được một cái mục tiêu thôi. Đó là đã có một lượng lớn người vượt qua KIC thôi các bạn. Còn cái mục tiêu thứ hai đó là hệ sinh thái vẫn đang còn rất là bề bộn và ngổn ngang nha các bạn. Và thông thường Nicolas và đội ngũ Beko Team từ trước tới giờ luôn các bạn, họ làm việc họ thường không có một cái thời gian cụ thể nào cả. Khi nào mà họ làm xong một cái vấn đề gì đó thì họ mới thông báo và họ triển khai luôn, chứ họ không có cái thói quen là ví dụ như họ thông báo là hàng ngày 28 tháng 6 sẽ Mainnet mở, không có nha các bạn. Và nếu ngày 28 tháng 6 mà Beko Team không cho Mainnet mở thì chúng ta hãy nhìn nhận theo một chiều hướng tích cực, tức là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để mà khai thác Bi, có thêm nhiều thời gian để mà tích trữ Bi cho tương lai nha các bạn. Cho nên không có việc gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Đối với tôi thì Bi Network khi nào Mainnet mở nó cũng không quan trọng các bạn. Càng lâu đến, nếu như quan điểm cá nhân của tôi thì càng lâu càng tốt, càng lâu thì tôi có nhiều thời gian để mà tích trữ Bi nhiều hơn. Cho nên đến thời điểm hiện tại các bạn đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng, các bạn đừng nên đặt hết kỳ vọng vào ngày 28 tháng 6 để rồi thất vọng nha các bạn. Nếu ngày 28 tháng 6 Beko Team cho Mainnet mở thì đó là một điều tốt. Còn nếu mà nó không cho Mainnet mở thì cũng không sao các bạn ạ. Còn với bạn, đối với bạn thì cái quan điểm về ngày 28 tháng 6 Beko Team có cho Mainnet mở hay không và hệ sinh thái cũng như vấn đề KIC đang hoạt động như thế nào, các bạn có thể để lại một bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.